Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dụng cụ để đo các cái bóng đèn LED này, để cho các bạn làm nghề nó nhanh thuận tiện. Đôi khi các cái thiết bị TV của mình hoặc là các thiết bị TV LED bây giờ ấy, nó rất hay bị chết các cái đèn nền này. Đấy. Nhiều khi các bạn không biết là nó chết ở đèn nền hay là chết ở mạch ngoài mà lại không có bo của nó để mà test ấy. Nhiều khi các bạn lại phải mở cái màn hình ra, nhiều khi nó không chết các bạn lại mất công mà mở đèn hình ra, như thế nó rất là nguy hiểm. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái dụng cụ như thế này đấy, để đo các cái thiết bị đấy, đo các cái đèn nền, đo được rất nhiều bóng và cùng một bóng cũng được nhé. Đây, ví dụ mình sẽ thử cho các bạn xem. Cắm điện vào đây, cắm điện vào thì nó sẽ cấp điện cho mình. Đầu tiên sẽ cấp cho mình một cái điện áp rất thấp các bạn, để cho mình đo. Đây, ví dụ nhé, đây là bây giờ đang cấp mình điện áp ra là 2,2V này. Đấy, bây giờ mình đo nhé, mình sẽ đo que đỏ này sẽ là dương nha các bạn nhé. Đấy, que đen này sẽ là âm. Bây giờ mình sẽ đo nhé, mình đo một bóng này. Đấy, mình đo một bóng, nó cấp cho mình một điện áp 3V. Các bạn thấy không, trên màn hình nó hiển thị cho mình một điện áp 3V để nuôi cho cái bóng đèn này. Mình cấp hai bóng này, nó tự động điều chỉnh. Đấy, nó cấp cho mình một điện áp 6,3V. Bây giờ mình sẽ dùng 3 bóng này. 3 bóng nó sẽ cấp cho mình một điện áp là 9,8V để nuôi 3 bóng đèn này sáng. Đấy không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục 4 bóng. 4 bóng nó sẽ là 13,3V. Đấy, bây giờ mình sẽ nuôi cho cả dàn bóng này. Đấy, thì cái thanh này đang chết nha các bạn nhé. Đâm ra là nó không lên này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành một cái thanh khác nhé. Rồi, mình có một cái thanh này, mình có thể thử được cho cả tivi 48, 49, 50 nha các bạn nhé. Ok hết. Đây, bắt đầu mình sẽ đo này. Bạn thấy không? Đây, mình sẽ tắt đèn này cho các bạn dễ nhìn. Đây, bây giờ mình sẽ thử nguyên một thanh này luôn. Đây, bạn thấy không ạ? Nguyên một thanh sáng luôn. Nguyên một thanh của mình 2, 4, 6, 8, 10 bóng. Nó sẽ cấp cho mình một điện áp 33,6V. Nó sẽ cấp cho đây. Đấy, bây giờ ví dụ mình thử hai thanh thì sao? Hai thanh nhé. Các bạn thấy không ạ? Hai thanh nó sẽ cấp cho mình một điện áp 67V này. Đấy, và 3 4 thanh cũng như vậy. Thì cái thiết bị này của mình thì nó rất an toàn. Tức là các bạn nhìn này, sờ vào nó không có giật. Bởi vì khi lúc mà mình mới lúc nó chưa mình chưa cấp được cho các cái dàn bóng này thì nó chỉ cấp cho mình một điện áp có 2,3V thôi, 2,2 thôi. Đấy, thì thành ra rất là an toàn các bạn. Khi mà mình cấp bóng này thì bắt đầu là tùy theo số lượng bóng của mình nhiều hay ít mà nó cấp điện nha. Đây, mình tiếp tục nha. Đây. Đây, bây giờ mình đang nuôi cho một hai dàn đèn đèn nó này, thì nó cấp cho mình điện áp là 67V này. Đấy. Và mình cấp cho một dàn cả máy luôn được, cả máy khoảng độ hơn thế nào? Mỗi thanh này 2 4 6 8 10. Mỗi thanh này 10. Nó sẽ cấp cho mình khoảng độ hơn 200V nha các bạn nhé. Thoải mái. Mình có thể thử được cho với tivi là 48, 49, 50, 55, thoải mái nhé. Thậm chí là 65. Mà cái dòng này nó sử dụng cho mình một cái khủng nguồn có 5V thôi các bạn. Sau bắt đầu nó vào đây. Nó vào cái củ này, bắt đầu là nó kích lên. Kích lên thành các điện áp lớn để nuôi cho các cái bóng nét này. Ở đây mình tiến hành mình tháo ra xem bên trong nó cấu tạo như nào nhé các bạn nhé. Mình thì ngày xưa có làm một cái này rồi, rất là đơn sơ hơn, nắn trực tiếp từ 220V xuống. Nhưng mà sờ vào thì nó sẽ bị giật các bạn, mà độ nguy hiểm nó rất là cao. Nên thôi, các bạn chịu khó đầu tư đến một bộ như thế này. Đây, mình sẽ mở ra xem là thiết kế nó như thế nào. Nếu mà có thể làm được thì các bạn có thể là tự làm đến một cái. Có thiết bị này đôi khi là đỡ mất công bao nhiêu các bạn.
Các bạn hãy đo được nguyên một dàn led của nó xem nó chết hay không. Xác định nó chết led hay là chết vỉ nó rất đơn giản. Một lúc nữa mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Xem test cho mình các bạn xem nguyên một dàn. Nguyên một dàn led ở trên con TV. Đây các bạn. Đây. Cái này là hàng Việt Nam các bạn. Làm rất đơn giản thôi. Đấy. Gồm điện áp 5V nuôi vào này. Vào đây là con sò của mình, là con này người ta dùng là con 688. Đấy, người ta sử dụng cái này để người ta làm mạch dao động, để sử dụng mạch dao động để cho vào biến áp này. Đấy, để cho nó nâng điện áp lên. Rất đơn giản các bạn. Một con sò, một cuộn biến áp quấn quanh cái lõi xuyến này. Rất đơn giản mà hiệu quả như các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đóng lại và mình cho nó chạy thử, test thử trên một chiếc TV cho các bạn xem nhé. Một thiết bị như vậy thì bây giờ nó đang có giá là hơn 300.000. Mình thì mình không bán, nhưng mà bạn nào mà cần thì mình giới thiệu cho các bạn. Đây. Đây là cái công tắc của nó các bạn. Đấy. Và các bạn chờ xíu mình, sau mình sẽ mang ra một con tivi ra để mình test cho các bạn xem. Đây, bắt đầu mình tiến hành test trên tivi nhé. Đây các bạn, đây là một con tivi LG nhé. Đây là cái chấu để cấp vào đèn nền này. Đấy. Bây giờ ví dụ như nó không lên đèn nền, nó không sáng đèn nền này, thì bây giờ mình phải test để xem là nó hỏng ở cái bo này hay là nó hỏng ở trên màn hình này. Mình sẽ tiến hành cắm test thử nhé. Đây, bắt đầu mình test thử cho các bạn xem. Đây nó có 4 chấu. Bây giờ mình sẽ đảo chiều các chấu này lần lượt. Các bạn thấy không ạ? Các bạn để ý này. Bên dưới này nó có một cái chấu số này, các bạn nhìn này, nó sáng hay không các bạn để ý vào đấy nhé. Các bạn thấy không ạ? Đèn nó đã sáng ấy. Mày tiếp tục mình đo với chấu bên này nhé. Cũng sáng này. Bây giờ mình bắt đầu quay ngược lại đây đo cho các bạn dễ nhìn nhé. Các bạn ạ, vậy đèn nền nó sáng rồi đấy. Nhưng mà do cái này nó sáng yếu nên các bạn không thể nhìn được. Căn bản là ánh sáng ở phòng mình nó cũng tương đối lớn, chỉ có thể là nhìn qua cái mặt sau thôi. Chỉ có thể là nhìn qua cái khe nhỏ thôi các bạn. Các bạn để ý cho mình nhé. Mình sẽ thử sau các bạn xem. Đây, bắt đầu mình tiến hành mình cấp điện nó nhé. Các bạn thấy không ạ? Nó sáng đèn nền đấy.
Tiếp tục mình đảo qua phía bên kia nhé, nó cũng sáng rồi này. Đấy, như vậy là mình có thể biết được là cái đèn hình này nó, cái đèn đèn này nó đang bị lỗi trên bo có áp chứ không phải là bo trong này nhé, bởi vì các bạn nhìn qua khe này. Đấy, thì cái bộ test led này của mình thì rất là thuận tiện nha các bạn nhé. Đấy, để sửa được các cái tivi rất là tiện. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm như vậy để hỗ trợ cho anh em làm nghề cho nó hiệu quả hơn thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh nhé.